Thời gian qua, các làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhiều cơ sở hoạt động cầm chừng hay thậm chí là tạm dừng hoạt động, thì nay đã trở lại sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn gặp phải rất nhiều khó khăn ở phía trước. Làng nghề chế biến dược liệu thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, cả thôn có hơn 450 hộ làm nghề chiếm tới 80%. Làng nghề chế biến các cây dược liệu như cúc hoa, kinh giới, tía tô, đinh lăng, nghệ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà sản phẩm chế biến xong không bán được. Trong khi đó, giá một số loại còn giảm chỉ còn một nửa, như cúc hoa giảm từ 400.000 đồng một kg xuống còn 200.000 đồng một kg. Kinh giới giảm từ 25.000 đồng một kg xuống còn 15.000 đồng một kg. Để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, buộc phải sơ chế để tồn kho hoặc bán với giá rẻ, các hộ kinh doanh tăng cường tìm kiếm thị trường thông qua các kênh bán hàng điện tử và mở thêm hệ thống bán hàng sang các tỉnh phía Nam. Các đầu mối lớn thì tăng cường thu mua nguyên liệu cho bà con. Có những mặt hàng giảm xuống một nửa giá so với trước mà cũng vẫn không tiêu thụ được. Hàng tồn của nó năm vừa rồi vẫn chưa bán được. Bây giờ nói chung là chắc phải còn khoảng 10 tấn. Lúc này là phải lúc tung vốn ra để mua cho dân. Sau một thời gian tạm dừng hoạt động, một số cơ sở ở làng nghề Đúc Đồng, thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng vừa mới hoạt động trở lại khi nhận được đơn hàng mới. Có cơ sở sản xuất để chuẩn bị hàng cho cuối năm, hy vọng thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực. Từ đầu năm giờ là Covid thì nghỉ mất mấy tháng, chi phí cái này nó càng ngày nó càng công càng cao. Hộ gia đình làm đấy là chính, còn thuê thì gọi là thời vụ. Hiện nay các cơ sở Đúc Đồng mới chỉ đạt khoảng 60% công suất. Bên cạnh đó, nhiều khoản chi phí vẫn cố định, giá bán giảm khoảng 15%. Trước đây hàng làm ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Nay mỗi hộ sản xuất tồn bình quân từ 100 đến 300 sản phẩm, giá mỗi chiếc từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Để hoạt động cơ sở sản xuất cũng cần phải vay mượn thêm. Huyện Văn Lâm có tất cả 7 làng nghề, các làng nghề đa phần vẫn làm thủ công, vì thế tháo gỡ khó khăn trước mắt là việc làm cấp bách. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở đây đang cần một lượng vốn lớn.